Tôi nói các ông biết này, các ông hiểu tại sao các ông thua, các ông phải tụt quần, các ông chạy đu càng sang Mỹ, đúng không? Và các ông sống không được lòng dân, các ông sống ở viện trợ mấy đồng của bua các ông, nhá. Các ông tưởng là cái bầu sữa của đế quốc Mỹ của các ông mà nó to lắm, các ông đu vào các ông bú, đúng không? Đến khi nó rời cái vú nó ra, đến khi nó rời cái vú nó ra, các ông không bú nổi nữa, đúng không? Các ông đu càng, các ông chạy. Các ông ngu nhá, các ông cứ tưởng cái bầu sữa Mỹ của các ông. Ông về bên nước xem, hiện nay ông về đây, ông cứ ở cái thành phố bu của các ông mà các ông ấy sủa ấy mà. Tôi nói xin lỗi các ông nhé. Nhá. Các ông ở thành phố Bô Sa của ông ấy, ông sủa ấy. Thì ông sủa cả ngày. Còn các ông về bên nước, ông ấy chứng kiến được cái sự phát triển của đất nước chúng tôi, người dân chúng tôi sống nó như thế nào, tự do ra làm sao. Nhá. Tôi không cần, ông thử về xem 90 triệu dân Việt Nam đứng về phía nào. À. Cái vụ Diễn Châu chỉ có mấy thằng quả đen đấy nhá. Này. Tôi nói cho ông biết này, cái lòng kiên nhẫn con người nó có hạn nhá. Tôi nói ông biết này. Chỉ cái mấy cái thằng quả đen là sự xúi dục của mấy cái thằng Việt Tân ở bên cái thành phố California của các ông ấy về chống đối chính quyền là hai cái điều. Cái suy nghĩ của ông là suy nghĩ của cái kẻ thua trận. Này. Này. Tôi tha, tôi có gọi các ông là từ ngụy quyền, ngụy quân nhá. Thua trận bỏ chạy đu càng đấy. Đấy. Năm nay này cuộc hận chẳng thấy anh ngụy già đâu. Những người đu càng cũ hồn lạc đâu bây giờ. Ngụy quân. Ngụy quân đấy. Nhá. Này, ông để tôi hát cho ông nghe cái bài này nhé. Nhá. Mỗi năm mê mùa quốc hận lại mấy anh ngụy già, với cờ hoa súng nhựa rượu phố như hồn ma. Nghe rõ chưa? Hả? Tôi không nghe. Bao nhiêu ngày diễn tập đã. Riêng. Bao nhiêu người hao hức diễn tập để diêu binh chào tờ cờ ta cờ Mỹ, nhạc nghèo bật sập sình luôn. Trời nó có mắt cho nên chúng mày mới đu càng chạy sang Mỹ 42 năm chả làm đéo được tụi tao. Trời có mắt đó. Nha. Con cháu chúng tao sẽ trường tồn trên nước Việt Nam này, ở trên tổ quốc Việt Nam này. Nha. Tao không phải là đảng viên Cộng sản, tao không phải là người Cộng sản, nhưng tao là người dân Việt Nam, là người dân yêu nước thật sự, chứ không phải yêu nước như kiểu chúng mày. Nha. Chúng mày yêu nước mà chúng phá, chúng mày chống phá đất nước. Đấy. Rước Mỹ vào nhá. Rước giặc vào giày mồ. 42 năm đu càng chạy sang Mỹ. Đến bây giờ. Còn chống chống cái gì? À. 42 năm nữa hay là 420 năm nữa đi. Cái lũ ngụy quân, ngụy quyền chúng mày già chết hết rồi xem sao. Hả? Mày thấy xem chúng mày diễn binh ở cái phố Bô Sai được bao nhiêu? Còn bao nhiêu người? Hả? Mày lên,
và ta thấy những cái hành vi những lúc mày 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 bú mày bú cu Mỹ cho nên cu mày trắng đúng không? Mày thử vạch quần mày ra xem cu mày đen hay cu mày trắng hả? À, thế mày là cu trắng à? Cái loại lai à? Ta bưng bô à? Chả biết ai bưng bô, mày bưng bô cho bu Mỹ cho mày à hả? Mày sang mày bưng bô cho bu Mỹ của mày à? Ai bưng bô đấy? Mày bưng bô ở cái số bô xa đấy. Tao bưng bô không biết đâu, nhưng mà mày ở cái phố của mày là phố bô xa đấy, cái phố bị gậy ấy. Và những cái thằng như mày quay qua cánh xé đồng bào, cánh xé anh em, cánh xé dân tộc để làm cái gì? Mày đừng dùng từng dùng cái từ dân tộc ở đây. Dân tộc đối với chúng tao chứ không phải dân tộc đối với chúng mày. Mày được cái gì? Tao không được cái gì cả, tao được sự bình yên của đất nước này. Trả giá bao nhiêu? Mày ra giá ta bao nhiêu? Hả? Mày đừng tưởng mày kiếm được vài cái đồng bên bu Mỹ của mày à mà mày giá, mày ra giá ta bao nhiêu? Tao không có phải là cái thằng như thế nào, nhưng mà vì chúng mày, tao mới phải rời bỏ quê hương. Vì ai? Vì cái loại chúng mày đánh thua vãi cứt ra hả? Hả? Quân hùng tướng mạnh chả nằm đéo được tụi tao, cho bây giờ chúng mày sang Mỹ mày đu càng đấy à, mấy cái súng nhựa, mấy cái gọi là F5 bằng giấy bồi à hả? À, mày thấy không? Ô giời. Thế sao, tại sao chúng mày không yên phận ở bên Mỹ, chúng mày sống nốt cuộc đời còn lại chúng mày đi hả? À, để chúng mày gửi cái lấm xương tàn nơi đất khách đi. Đúng rồi này, những người đu càng cũ hồn nạc đâu bây giờ. Con cháu tao sẽ sang tận Mỹ tìm mày, mày hiểu không? Mỗi năm mùa quốc hận là mấy anh y già vác cờ hoa súng ngựa rượu phố như hồn ma. Đấy. Chuyển đi ạ. Rồi chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng được cho anh ạ. Vâng, anh yên tâm, cái đấy chúng em trong tầm tay mà. Vâng. Đặng Hữu Nam à? Vâng, cảm ơn anh ạ. Bởi vì sự bình yên chung của đất nước là các anh cùng chúng tôi chung tay vào để mà đảm bảo sự bình yên của đất nước. Vậy bọn nó chống đối lại chế độ này, nó đi ngược lại cái lợi ích của những người cha anh chúng mình đi trước để xây dựng nên thành quả của cái đất nước này, để có ngày hôm nay ấy, bọn nó vì một số cái đồng tiền mà Đập Xuân ạ. Vâng. Vâng ạ, chỗ chị Thiếu Biên Thùy ạ. Vâng. Vâng ạ, anh thông cảm những cái này ấy, thì thực ra những cái tin như thế này chúng tôi đưa lên là hoàn toàn là trung thực và nó là sự thật hết anh ạ. Đấy, bởi vì chỉ có kênh của chúng tôi mới có những cái này thôi, chứ còn kênh nếu mà phát trên cái kênh của Trung ương, kênh chính thống ấy,
thì nó lại khó có sức thuyết phục với người dân anh ạ. Bởi kênh nó liên quan chính trị, còn đây hai em chúng tôi là cái kênh mà tự phát để cùng đứng lên để mà chống những cái luận điệu xuyên tạc bôi xấu bôi nhọ đất nước và đẩy đánh phá sự bình yên của đất nước. Đấy, do vậy cái những cái tin mà chúng tôi đưa lên trên trang YouTube ấy thì là cái tin nó rất là trung thực. Bởi vì nếu mà đưa lên đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền hình trung ương thì nó lại mất đi những cái trung thực của nó. Người ta sẽ hiểu mình và một người dân sẽ hiểu về một cái vấn đề đó là liên quan đến chính trị, liên quan đến sự điều khiển của một thế lực nào đó anh ạ. Đấy, cho nên anh em chúng tôi là cùng chung một cái mục đích chống phá lại những cái bọn mà phản động. Thế do vậy cái số của thằng Thục anh yên tâm, anh yên tâm là chúng tôi sẽ thông báo cho các anh sớm biết. Rất cảm ơn nhà này. Vâng ạ. Con người yêu nước. Vâng. Tất cả coi là chúng tôi hôm nay thấy bức xúc, mà sáng nay tôi đã nói chuyện cái này thằng cha. Trang, vâng. Thằng Hiếu Lam ạ, vâng. Sao để cho tôi biết thêm được thông tin của cái số máy của thằng cha với thằng Phục nữa. Vâng ạ. Tôi sẽ nói chuyện. Vâng. Tôi coi là ở Quảng Ninh, cựu chiến binh, chúng tôi rất cảm ơn nhà đài. Vâng. Chúng tôi rất bức xúc, coi là cái thằng cha linh mục, coi là như nó làm hại nước hại dân mà nó làm như thế này, bức xúc lắm. Vâng. Báo cáo với anh, tôi cũng giới thiệu với anh, tôi cũng là cựu chiến binh của biên giới Tây Nam ạ. Vâng. Nói quay trở lại để thông tin cái số máy thằng Trang có thích không? Để cho tôi biết để tôi nói chuyện thêm. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Chúng tôi sẽ phục vụ các anh ạ. Tôi cũng chỉ chúc nhà này lúc nào cũng mạnh khỏe, nhất là vâng. Thầy giáo gì đấy. Thầy giáo Bảo Trâm ạ, vâng. Vâng. Vâng ạ. Tất cả coi là các cái tập viên mà trong cái này. Vâng ạ. Tôi anh em cũng coi là rất phấn khởi. Vâng ạ. Cảm ơn anh coi là các anh. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe. Vâng. Mạnh khỏe. Không ngừng coi là đấu tranh cho coi là cái nếu coi cho dân tộc ta. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Xin chào. Vâng, cảm ơn anh ạ. Báo cáo với anh nhân dân chương trình Việt Vision của chúng tôi là tập hợp những người dân yêu nước ở mọi thành phần anh ạ. Đấy, chúng tôi cũng là một cái tổ chức tự phát thôi. Đấy, các anh em thì toàn có cái công việc riêng của nhau cả. Đấy, mỗi người một công một việc vì cái cuộc sống mưu sinh anh ạ. Đấy, thế nhưng mà vì cái mục đích chung là anh em tập hợp lại để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn thù địch nước ngoài và trong nước, nhất là mấy cái vụ trong Nghệ An, Hà Tĩnh. Vâng. Vâng ạ. Vâng, ở trong đấy thì anh biết rồi đó, là thành phần có mấy chỗ giáo dân Song Ngọc rồi mấy cái giáo dân ở chỗ đấy thôi. Chứ còn mỗi chỗ khác thì cũng có cái gì đâu anh, đúng không? Đấy. Đúng rồi, thì người Công giáo có người tốt, nhưng có người xấu, thì đại đa số là nó bị bị trà, vâng anh ạ, bởi vì ở trên bàn đạo Công giáo thì cũng là con người cả thôi anh ạ, cũng người Việt Nam máu đỏ da vàng, nhưng mà họ dạy cho cái dân Công giáo là cái đức vâng lời. Vâng. Vâng ạ. 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 Vâ
Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ anh ạ. Báo cáo anh như thế này này. Cái tự sự là cái mục đích của cái mấy cái ông cha mà quả đen đấy là mục đích của nó là để kiếm tiền của hải ngoại chứ không có cái mục đích để xây dựng đất nước anh ạ. Đấy, do vậy cái mục đích của nó là khác hẳn. Vâng. 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 Vâng, vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng. Vâng đấy, đấy như đấy các anh ở Nghệ An các anh nhìn rõ cái bản chất cái sự việc đấy các anh ạ. Bởi vì cũng rất là mong các anh. Vâng. Vâng. Đấy cũng mong rằng là các anh ở trong Nghệ An cũng phát huy được tinh thần mà dân tộc. Đấy, để cùng chúng tôi để giữ sự bình yên cho đất nước. Vâng đúng rồi. Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ. Không phải báo cáo anh này thì anh em chúng tôi thì ở ngoài Hà Nội và những các anh có thể là ở Lào Cai, ở Hà Giang. Vâng. Vâng. Chúng tôi cũng rất mong là cái địa phương các anh ấy cũng... Vâng ạ. Một số đang làm một số cha bất chợ
Vâng, đấy là trong đấy các anh cũng nên tổ chức nhân dân cùng đứng lên cùng anh em cả nước để đứng lên chống lại những cái bọn cái thế lực thù địch, nhất là mấy cái thằng quả đen cha Nam, cha Thục, cha Hợp. Vâng anh ơi, vâng anh ơi, để bắt trước sau cũng bắt thôi anh ạ, trước sau cũng bắt thôi, nhưng mà phải để cho các anh ở trong đấy cũng lên án mạnh lên thì vâng. Và không những chúng tôi lên án này mà toàn bộ người dân lên án này, mà chính những người dân ở trong Nghệ An các anh là cũng những yếu tố để lên án mạnh mẽ cái tư cách của cái cha Thục và cha Nam, cha Hợp, thì nó một cái cơ sở để với liên quan đến tôn giáo, liên quan đến nước ngoài có nhân quyền anh ạ, cho nên nhà nước cũng đều phải là cũng là từ từ đấy, cứ từ từ rồi khoai sẽ dừ. Vâng. Vâng, trước sau thôi anh, trước sau cũng phải bắt thôi nhé. Vâng. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng.